Thưa quý vị, thưa các bạn, dự kiến năm 2024, kinh tế miền Bắc phục hồi và trong trường hợp nắng nóng cực đoan, công suất tiêu thụ điện lớn nhất trong ngày có thể đạt từ 17.365 MW đến 17.937 MW, tăng trưởng tương ứng xấp xỉ từ 9,8 đến 13,4% so với năm 2023. Đây sẽ là những khó khăn thách thức, đòi hỏi sự nỗ lực để hoàn thành mục tiêu đối với công tác đầu tư xây dựng các dự án điện trọng điểm của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC trong năm nay. Đứng trước những khó khăn và thách thức nêu trên, EVN-NPC khẳng định quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp điện ổn định, an toàn và liên tục cho phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh và đời sống sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc. Năm 2024, đã có 36 dự án đầu tư được Đảng ủy EVN-NPC đưa vào danh mục các công trình trọng điểm, trong đó đưa 19 danh mục loại 1 vào danh sách được Ban chỉ đạo giám sát của Tổng Công ty trực tiếp chỉ đạo thực hiện. Dự án 220 kV Phú Bình 2 và đường dây 220 Phú Bình đến giữa Thái Nguyên Bắc Giang là dự án trọng điểm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao Tổng Công ty Điện Bắc thực hiện trong năm 2024-2025 nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và phụ tải của khu vực khu công nghiệp Phú Bình nói riêng và toàn bộ lưới điện 110 phía Nam tỉnh Thái Nguyên và các vùng phụ cận nói chung, đồng thời nâng cao khả năng vận hành ổn định cho hệ thống điện quốc gia, đảm bảo sự an toàn, tin cậy trong cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của EVN. Để đạt được các mục tiêu đặt ra, EVN-NPC đã đặt ra các giải pháp cụ thể, đó là tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể, phát huy sáng kiến, sáng tạo trong triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, từ đó kiểm soát chặt chẽ chất lượng, tiến độ thiết kế của các dự án, thu xếp đủ nguồn vốn cho các dự án, đặc biệt là áp dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và công cụ quản lý, thực hiện đầu tư xây dựng. Các dự án trọng điểm đã hoàn thành đến thời điểm này phải kể đến như đóng điện 110 kV mạch 2 từ trạm biến áp 220 kV Than Uyên, Lai Châu, đường dây 110 kV Lập Trạch, Tam Dương, xây dựng mới và cải tạo đường dây 110 kV Vĩnh Yên, Vĩnh Tường, Việt Trì, đóng điện công trình trạm biến áp 110 kV Hưng Hà 2, Thái Bình, trạm biến áp 110 kV Yên Lạc, Vĩnh Phúc, v.v. Mục tiêu của năm nay của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao cho Ban Quản lý Dự án Xây dựng Điện miền Bắc của chúng tôi thì cũng khá là nặng nề, với cái tổng số vốn kế hoạch được giao là hơn 1.000 tỷ đồng và một cái số lượng mà khởi công đóng điện của các dự án thì cũng đặc biệt lớn so với các năm trước. Hiện nay thì chúng tôi để thực hiện được kế hoạch thì trong quá trình triển khai thực hiện thì chúng tôi cũng đã rất nỗ lực và họp giao ban công trường, họp giao ban ở văn phòng, rồi có những cái biện pháp mà cũng là chưa từng có để làm sao để đáp ứng được cái tiến độ của Tổng Công ty giao. Dự án trạm biến áp 220 kV Phú Bình 2 và đường dây 220 kV Phú Bình 2 rẽ Thái Nguyên, Bắc Giang là một trong những dự án trọng điểm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao cho EVN-NPC thực hiện trong năm 2024-2025 nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải của khu công nghiệp Phú Bình nói riêng, toàn bộ lưới điện 110 kV phía Nam tỉnh Thái Nguyên và các vùng phụ cận nói chung. Tổng mức đầu tư dự án này lên tới gần 560 tỷ đồng, được triển khai phù hợp với Quy hoạch Phát triển Điện lực Quốc gia, Quy hoạch Điện 8 và Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tỉnh Thái Nguyên có cái tốc độ tăng trưởng điện công nghiệp chiếm, tức là tỷ lệ mà tỷ trọng điện công nghiệp là chiếm 75-80%. Điều đấy chứng tỏ là cái sự thu hút thành công của lãnh đạo tỉnh đối với các nhà đầu tư cho phát triển điện công nghiệp trên địa phương. Và điều đó cũng đặt ra những cái thách thức không nhỏ cho ngành điện trong cái việc đảm bảo cung ứng điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đánh giá được mức độ quan trọng và nhu cầu cấp thiết của dự án. Tổng công ty đã bổ sung công trình trên vào danh mục các công trình trọng điểm để ban chỉ đạo các công trình trọng điểm của tổng công ty điều hành với tinh thần quyết liệt và khẩn trương nhất. Trước làn sóng đầu tư mới của các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước, dự kiến nhu cầu phụ tải các khu công nghiệp khu vực Phổ Yên, Sông Công và Phú Bình giai đoạn 2024-2026 sẽ tăng thêm khoảng 500 MW. EVN-NPC đã xây dựng dự án và bổ sung công trình này vào danh mục các công trình trọng điểm. Tổng công ty Điện lực miền Bắc phối hợp và lựa chọn nhà thầu rất là chặt chẽ và lựa chọn chúng tôi để chúng tôi có đủ năng lực máy móc thiết bị thi công công trình này. Chúng tôi sẽ chỉ đạo triển khai thi công ngày và đêm để đưa công trình về đích đúng tiến độ.
Trong năm 2024, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tiếp tục vượt qua hàng loạt các khó khăn, thách thức, nỗ lực để đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế, xã hội, khu vực và đời sống nhân dân với chất lượng điện và dịch vụ khách hàng ngày càng cao. Với các mục tiêu dự kiến là điện thương phẩm đạt 97,15 tỷ kWh, tăng trưởng 7,49% so với năm 2023, Tổng Công ty cũng sẽ quyết tâm để hoàn thành đúng tiến độ các dự án, công trình điện để đáp ứng nhu cầu phụ tải và chống quá tải hệ thống điện.